miếng đất đó anh kêu em sao? 3 tỷ. Rồi cái bà đó, bà nói gì? Cái bà anh kêu bà mua kèo trên bắt đầu 3 tỷ rưỡi hả? Nè, em chơi tới với anh, nói với bà chủ nhà, em đưa cho bà 4 tỷ, nói anh tặng cho bà em luôn. Muốn mua miếng đất đó với anh hả? Em làm sao làm em mua được miếng đất đó cho anh nha. Rồi em điện lại cho anh hay nha. Nói chung mấy tỷ bạc đối với anh là không thành vấn đề, biết chưa? Trời ơi, anh từng cho em khoảng chừng vài chục triệu để em đi uống cà phê được mà. Giết bực bội cái này trời. Gọi miếng đất ra kêu mày coi là sao ai? Alo. Alo. Ý, gì là bực bội vậy trời? Điện con đất tắt máy ngay trời. Ủa, đâu có. Cái này hỏi mà hết tiền. Ủa mới chuyện qua mới nạp vô 5 triệu rồi như điện tiền chuyện qua giờ đâu hết tiền vậy. Rồi không biết cái mã wifi này cái gì nữa. Tiếp viên đây. Tiếp viên. Dạ dạ dạ. Dạ. Chị dạ. Mã wifi đây, mã gì vậy? Mã wifi hả anh? Ừ. Dạ hỏi chủ quán anh. Hỏi chủ quán hả? Dạ dạ. Ủa mà tiếp viên này mà không biết hay gì phải hỏi chủ quán? Không, dạ hỏi chủ quán anh. Để tao giờ chẳng hỏi chủ quán. Ta kêu chủ quán đủ việc mà luôn. Làm mình tiếp viên cũng không biết mã wifi đó. Viết làm ăn mà đang làm ăn điện kia mua đất mua đai mà gì đâu mà gì đâu không có. Ê. Dạ dạ. Mà tiếp viên quán này phải không? Dạ đúng rồi anh. Mà cho hỏi cái mã wifi đây mã gì vậy? Dạ hỏi chủ quán anh. Cái gì? Mà tiếp viên ở đây mà cũng không biết hả? Dạ em tiếp viên đây. Mà bỏ wifi là cái gì? Hỏi chủ quán đi anh. Viết chủ quán là chị trời mấy hỏi hàng kia nó cũng vậy mà hàng này cũng vậy đó. Dạ. Hai ba chuẩn bị đây gom đồ về nghỉ rồi. Ông trời này, thì wifi hỏi chủ quán anh mà. Có nhiêu đó cũng đi đâu nữa không biết nữa ông ơi. Cái gì mà quán sáng người ta mà ai la ông sụm ngoài đó vậy trời? Em là nhân viên quán này phải không? Có gì không anh? Em là chủ quán nè. Mà gì mà anh la dữ vậy? Em làm chủ quán gì mà để cho nhân viên em tại ra? Anh, bộ nhân viên em nó làm gì anh hả? Cái gì từ từ nói cho em nghe. Nè, cái máy anh hết tiền đi. Anh tính xin mã wifi á, để vô anh để cho công việc của anh. Mà ngược lại hai thằng lính của em á, nhân viên em nó nói rồi, là hỏi chủ quán. Nói nhân viên như vậy mà nó không biết cái mã wifi gì, phải vô hỏi em nữa. Chàng ơi, em tưởng đâu nó làm gì anh. Cho em xin lỗi. Thì hỏi chủ quán đúng rồi đó anh. Cái quán của em á, em mở được cái quán lớn vậy nè. Mà nghĩ sao mà em viết cái mã wifi cho các bạn không được cái gì mà em phải một lần rồi. Muốn có mã wifi phải đi kiếm chủ quán hỏi. Chàng ơi, viết cái gì trên bàn chi? Hỏi chủ quán được rồi. Quán em muốn làm gì làm gì nhức đầu quá. Bây giờ nè, em cho anh xin cái mã wifi đi. Anh nhây dữ vậy anh? Hỏi chủ quán anh. Ê, không có giỡn nha. Tôi hơi bị nhức đầu rồi đó nha. Gặp hai thằng lính lâu về gặp vô chủ quán là hỏi chủ quán anh là gì đó. Bà cái chủ quán là bà hiệp cho tôi đi. Hỏi ai nữa? Rồi thôi thôi đưa điện thoại đi. Anh làm em cũng nhức đầu theo anh nữa. Đây nè, nhìn nè. Nhìn đây. Cái bát wifi mặt mã wifi nè. Hỏi chủ quán đó vô được, có gì đâu mà nhức đầu anh. Ý là cái mã wifi quán mình là hỏi chủ quán. Đúng là cái tên là hỏi chủ quán anh. Cái trời ngã gì kìa, anh làm anh nhận viên em anh cho anh quậy gì. Đúng rồi, tự nhiên tự anh làm anh nhức đầu chứ không ai làm hết trơn á. Trời ơi, quán sáng người ta anh đơn cũng lịch sự tí xíu anh. Mà wifi này mạnh không? Trời ơi, wifi em xài toàn quắc luôn á. Rồi anh cảm ơn em nha. Trời ơi trời, hỏi chủ quán cái đâu vậy? Ủa này, ủa tự nhiên bỏ điện thoại cho mình luôn chị đâu mất công chị gì đâu mà cái xin cái mã wifi thôi mà gần cái tiếng gửi vậy. Không biết đắt đai giờ này hàng đó là sao đó, thôi đi về luôn đi. Biết giờ này mình điện cho mấy lính rồi hỏi đắt đai sao. Cái điện thoại đây, cái anh này không biết gấp cái gì mà bỏ qua điện thoại. Ê Vĩ, anh chị nói nghe nè em. Dạ. Cái anh khách hồi nãy mà xin bắt wifi đó. Dạ. Bỏ quên cái điện thoại chỗ chị. Dạ. Em đi ra ngoài đưa cho ảnh giùm chị nha. Dạ. Đi em. Đồ bộ gì chị? Cái gì? Điện thoại của anh chị. Cái điện thoại về cái xin wifi cái bực bội về nha. Dạ đi em chạy, em chạy điện thoại nè. Nè, ta nói cho mày nghe nè. Mình nghèo quá, mình chấp nhận mình nghèo quá chưa? Nha. Chứ phải mày tính lấy điện thoại của tao qua sạc pin đây làm nghĩ ngợi cái điện thoại tao không vậy? Không có anh hiểu lầm rồi đó. Nói chung không hiểu lầm chứ. Mấy tiếp viên như mày là tao biết, cả thừa biết luôn á. Tới lấy điện thoại tao không được, bị mà chủ quán ra la rồi mới đưa lại tao vậy. Nè. Anh nói cho mày nghe nè, mày muốn bao nhiêu điện thoại mày nói đi. Tao cho cũng được đó. Mày đừng làm vậy. Nè, ngay bưng nước ra tao quấn tiền xài cho mày 100 ngàn nha. Đừng có tánh tham vậy cái này chứ mày á. Thiệt chứ. Nghèo cho sạch cách cho hôm nha, đừng làm như vậy nha. Nhưng mà em không có lấy. Nói chung không lấy gì. Mày cho tao em cái gì vậy? Nè, em coi nè, nhân viên của em á
Sao? À, nó làm gì anh hả chị? Anh đang ngủ đây nè, anh sạc pin điện thoại, nó lấy điện thoại của anh đúng không? Rồi em chưa nói ra trả lời cho anh đúng không? Anh hãy khỏi nói gì, anh biết hết. Chị nói với em đi. Anh ơi, trời ơi, anh không có ai ghé. Nó nghe nè, anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Hồi nãy anh nhớ cái khúc mà anh xin bắt wifi của em không? Rồi sao? Em nhập bắt wifi giùm anh á, em không biết mà anh có chuyện gì gấp á, anh bỏ đi rồi bỏ cái điện thoại chỗ em nè. Em kêu hoài mà anh không có nghe. Em nhờ thằng bé nhân viên á là nó đem cho anh, chứ nó đâu có lấy điện thoại của anh chứ. Ủa gì vậy, là gãy là anh xin cái mã wifi của em. Đúng rồi. Cái anh lỡ đưa điện thoại cho em hả vậy? Đúng rồi, điện thoại hồi nãy anh bỏ quên chỗ em nè. Anh ơi, chứ em có lấy của anh gì đâu. Đúng rồi, nhân viên của em á là nó không có vậy đâu. Bây giờ này anh cũng nói là anh xin lỗi em. Nói chung bây giờ nè, anh cũng xin lỗi em luôn nha. Tại vì em cũng đừng buồn. Tại anh coi trên mạng á, anh thấy cái này cái gian nó đặt ra được đủ chuyện, nó lừa gạt á, nên lỡ hiểu lầm bé cái không gì nha chị. Chị không cảm em nha. Sao đâu anh, em nói cho anh nghe nè. Nói thiệt cho anh chứ, nghe cho sạch cho thơm mà, chứ em đâu có làm gì mấy chuyện tào lao như vậy được anh. Mẹ nó nói đúng đó anh ơi, trên đời này có nhiều người tốt lắm chứ không phải là ai cũng như anh nghĩ đâu. Nói chung hôm nay anh cũng rút bài học rồi, anh sẽ không bao giờ khi dễ những người mà nghèo khổ nữa. Nè mấy bây giờ nè, em lấy 100.000 đi, em muốn cà phê coi như hả là anh hai lỗi, xin lỗi em được. Thôi em không nhận anh, em không nhận đâu. Em thấy không, nó nói gì vậy, nó không nhận tiền của anh mà anh đi nở lòng nào, anh đi nói nặng nói nhẹ nè. Nói chung á, nhiều cái là tại vì anh bực bội cái vụ đất đai của anh á, nên bao nhiêu cái giận hờn á, anh trút vô cho lính em hết. Không sao đâu anh, anh biết như vậy là tốt rồi. Thôi em cũng đừng có buồn nha. Anh chỉ hiểu lầm thôi. Bây giờ anh nói với em vậy được không? Sao bây giờ em cho thằng bé này nghỉ đi. Sao anh? Bây giờ là ngày mai làm hồ sơ vô chỗ công ty của anh làm. Em chỉ ngồi bán xe hơi thôi. Mỗi tháng anh trả cho em 20 triệu. Ủa thiệt luôn hả anh? Tao ăn uống cho em luôn. Bây giờ cho bấm qua cà phê là nhiều đúng không chị? Dạ. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có gì đâu em. Chị cho em xin phép qua bên đây là... Rồi rồi chị giải quyết hết. Rồi, ok dạ. Để anh giúp đỡ cho em. Có thể là em lên làm quản lý cho anh luôn. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi vậy ngày mai gặp nha em. Dạ 7 giờ sáng là gặp anh. Dạ em cảm ơn nha. Rồi anh về khỏe nha. Dạ, bye bye anh. Dạ.